Thưa các bạn, như chúng ta đã biết thì căn bệnh ung thư thực sự nguy hiểm, nhưng không phải không có cách phòng tránh và đối phó với nó. Nhưng để phòng ngừa được thì trước tiên chúng ta cũng cần có một vài hiểu biết căn bản về căn bệnh. Trên thực tế, những hiểu sai về bệnh ung thư có thể dẫn đến việc lo lắng không cần thiết, thậm chí cản trở các quyết định phòng ngừa và điều trị. Dưới đây là một số giải đáp về thắc mắc xung quanh căn bệnh. Ung thư có lây không? Ung thư không phải là bệnh truyền nhiễm, dễ lây từ người sang người. Tình huống duy nhất ung thư có thể lây lan từ người này sang người khác là trong trường hợp ghép tạng hoặc mô. Tuy nhiên, nguy cơ này rất thấp. Câu hỏi thứ hai, ung thư có phải là án tử hình? Tại Mỹ, khả năng tử vong vì ung thư đã giảm dần kể từ những năm 1990. Hiện, tỷ lệ sống sót sau 5 năm đối với một số bệnh ung thư như ung thư vú, tuyến tiền liệt, tuyến giáp là 90% hoặc tốt hơn. Tuy nhiên, tỷ lệ này dựa trên dữ liệu từ số lượng lớn người bệnh. Một bệnh nhân ung thư sẽ sống bao lâu phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm tình trạng sức khỏe, sự phát triển của khối u, bệnh đã lan rộng trong cơ thể hay chưa, phương pháp điều trị có hiệu quả hay không, điện thoại di động có gây ung thư không. Ung thư là do đột biến gen, điện thoại di động phát ra một loại năng lượng tần số thấp không làm hỏng gen. Vậy còn đường dây điện thì sao? Đường dây điện phát ra cả năng lượng điện và từ. Năng lượng điện phát ra từ các đường dây điện dễ bị che chắn hoặc suy yếu bởi bức tường và các vật thể. Năng lượng từ phát ra từ các đường dây điện là một dạng bức xạ tần số thấp, không làm hỏng gen, cũng như điện thoại di động, đường dây điện không gây ung thư. Nếu không một ai trong gia đình bị ung thư, liệu bạn có nguy cơ không? Hầu hết các bệnh ung thư hình thành từ những thay đổi xảy ra trong suốt cuộc đời, là kết quả tự nhiên của lão hóa, tiếp xúc với các yếu tố môi trường như khói thuốc lá, phóng xạ. Các yếu tố khác như loại thực phẩm, việc lười tập thể dục cũng có thể ảnh hưởng đến nguy cơ phát triển ung thư. Có nghĩa là nếu trong gia đình bạn không có ai bị ung thư thì bạn vẫn có khả năng mắc bệnh. Chất khử mùi, thuốc nhuộm tóc có tăng khả năng ung thư. Không có bằng chứng khoa học cho thấy sử dụng thuốc nhuộm tóc, chất khử mùi làm tăng nguy cơ ung thư. Tuy nhiên, một số nghiên cứu có kết luận rằng thợ làm tóc và thợ cắt tóc thường xuyên tiếp xúc với một lượng lớn thuốc nhuộm tóc, sản phẩm hóa học khác có thể làm tăng nguy cơ ung thư bàng quang. Ăn nhiều đường có khiến bệnh tình của bệnh nhân ung thư trở nên nặng hơn hay không? Mặc dù có nghiên cứu chỉ ra rằng các tế bào ung thư tiêu thụ nhiều đường hơn các tế bào bình thường, nhưng không có nghiên cứu nào chỉ ra rằng ăn đường sẽ làm cho bệnh ung thư nặng hơn, hoặc nếu bạn ngừng sử dụng đường trong chế độ ăn, khối u sẽ co lại và biến mất. Tuy nhiên, chế độ ăn nhiều đường có thể góp phần tăng cân quá mức, béo phì và có liên quan đến việc tăng nguy cơ phát triển một số loại ung thư. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp đỡ được quý vị trong quá trình tìm hiểu và điều trị bệnh.